Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn anh em một con AI tạo phụ đề tiếng Việt tự động ngon hơn Cupcake mà lại còn miễn phí nữa. Rồi, ok, bắt đầu ha. Thì các bạn vào 11lab.io đây. Sau đó bạn vô Go to App và đăng ký thành viên ha. Rồi, đăng ký thành viên xong, các bạn vào cái cột bên trái nè, chỗ mà Speak to Text. Đó, nó nghĩa là nó sẽ chuyển đổi từ cái cuộc hội thoại thành văn bản và từ đó sẽ làm phụ đề tự động. Rồi, tiếp theo bạn bấm Subscribe File. Rồi, trong cái màn hình này có cái gì? Thì cái chỗ này là để bạn upload cái file video hoặc là audio lên nha. Tối đa là được 1000 MB mỗi file. Nếu mà cái file video của bạn á nó lớn hơn 1000 á thì bạn có thể chuyển nó thành cái file audio MP3 cho nó nhẹ ha. Bạn có thể dùng cái Cupcake để mà chuyển từ video thành audio á. Nè, bạn vô Cupcake, bạn bấm xuất nè. Chỗ màn hình xuất file á thì bạn bỏ chọn cái video nha. Rồi, giữ lại cái audio. Định dạng bạn chọn MP3 rồi xuất, nó sẽ được một cái file MP3. Ở đây thì mình lấy một cái file video có dung lượng là 41.8 MB ha. Primary language thì bạn, ví dụ như là bạn tiếng Việt đúng không? Thì bạn chọn tiếng Việt ha, Vietnamese nè. Rồi, mass speaker tức là cái trong cái đoạn hội thoại của bạn có bao nhiêu người nói á, thì ví dụ như là bạn biết là một đi, bạn chọn một, hoặc là bạn để detect cho nó tự động chọn cũng được. Rồi, tag audio event là gì? Tức là nó sẽ thu luôn, nó nhận diện luôn cả những cái âm thanh môi trường nữa. Ví dụ là tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc. Đó, rồi, xong hết mọi thứ, bạn bấm upload file. Upload file xong, nó sẽ xử lý ha. Đang này, processing nè. Rồi, nó xử lý xong rồi, bạn bấm vô đây. Bấm vô. Đó, ở đây là nó đã phân tích xong rồi nha. Bạn nghe thử nè, bấm vô đây để nghe thử. Có một thông tin rất là vui. Đó là tài khoản ChatGPT Plus đã có thể dùng được tính năng Deep Research ha. Đó, thấy không? Nó nhận diện được rất là chính xác luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là bạn sẽ xuất cái text này nè, cái chữ này nè ra file phụ đề. Thì bạn bấm vô Export. Rồi, chọn file SRT. Sau đó bạn save về. Vậy là xong. Đó, nè, là bạn được một cái file phụ đề này ha. Đó, bạn có thể tự điều chỉnh lại cho nó đúng theo ý bạn được nữa. Đó, là cái video mình hướng dẫn các bạn tạo phụ đề tiếng Việt hoàn toàn tự động và miễn phí với công cụ là 11lab. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà thấy hay thì cho mình một like và subscribe ủng hộ cho Nức Channel. Ok, bye bye and good luck.